Em tiếp tục gửi đến quý vị cụ rùa hay cụ kim quy đây, à bằng đồng, cho các bác nào chấn trạch hay sưu tầm này cụ rùa đấy. Thường thì vì đây họ có cái lỗ thường cho gạo mới cho chè chứ cái gì vào để họ chấn trạch ấy. Kim quy này. À, mức giá thì rất là bèo cho các bác luôn, 900k 900.000, chắc 900.000 không bỏ được cái công đúc nói gì đến cụ rùa. À, cụ rùa này được gần 1 cân, 9 lạng, rất là cân, 9 lạng. À, chiều sâu của cụ rùa này xem nào, chiều dài cụ này, đây cụ dài này 15, tầm 14 cm. À, cụ ấy thường là các bác hay sưu tầm hoặc là theo tuổi, theo mệnh, hoặc là chấn trạch chấn trích gì cái đấy đi tùy các bác. Em không đắm cái đấy, cứ thấy nó hay lấy về các bác. Các bác chú ý nhá, đây này, ở dưới này họ có cái lỗ này, thì em thấy ngày trước nghe em làm họ cho đồ các thứ vào đây, họ chấn trạch may rùa. Còn các bác nào muốn biết chi tiết về rùa làm gì hay là những cái mai này chấn trạch như là các bác vào phong thủy ấy, vào phong thủy hoặc là các bác vào Google, bây giờ cái gì thế thôi, ông Google ông trả lời cho công mình hết. Thật ra thực tế nó chỉ là những cái trang mọi người biết, mọi người chia sẻ lên đấy để cho mình vào mình xem thôi mà, nên các bác tham khảo. Cụ rùa này 900k đây nhé, đấy 9 lạng đồng, 900k tiền công không bỏ ấy. Chưa bác nào lấy thì liên hệ cho em. Ngoài ra thì đây, laptop thì nhiều lắm, laptop hàng bãi em về vô vàn luôn, laptop hàng bãi tất cả đây, em chuyên bán laptop hàng bãi, các bác chú ý hộ em nhé. Laptop hàng xuất cho châu Âu, thị trường châu Âu, chứ không phải laptop ở trong nước mình. Laptop ở trong nước mình thì nó khác, nó không như mình đấy. Bên cạnh đây nữa thì có bộ dàn Sony này, bác nào thích dàn này, bộ dàn Sony hoạt động tốt này, được chưa, 3 thớt đấy, 3 thớt luôn, có nhìn chưa đấy, 3 thớt CD cassette âm ly, 3 thớt luôn, cáp đầy đủ, hoạt động tốt, loa của nó đây. Bộ này mức giá 5 triệu 9 báo cáo các bác là bây giờ cứ nói luôn này, các bác mua đôi loa chất như đôi loa Sony này nhé. Riêng đôi này thì cũng phải có tầm 3 triệu 2 triệu rưỡi trở lên riêng đôi loa này, chưa nói bác là mua con âm ly CD này hoặc cassette này, tất cả bộ này hoạt động tốt hết các bác, hoạt động tốt hết. Con loa này có e căng đấy, e căng em để kìa, e căng đây, không đấy các bác, e căng của nó đây, đây e căng của nó đây, e căng còn logo Sony đàng hoàng luôn, đây, đây. Có bố đúng theo bộ của nó luôn, 5 triệu 9. Bác nào mua bộ này về mà chơi cho nó khỏi phải phối mới ghép, ăn hết luôn, 5 triệu 9. Để em xem cái công suất của loa này bao nhiêu, nó đang tối em quay ngược vào trong này đấy, có nhìn thấy chưa, hàng Sony đây, con này hàng toàn hàng Nhật hết, hàng xịn hết đấy. Đôi loa này gần 150W đấy, 140W, được chưa, thoải mái cho các bác nghe, những căn phòng tầm 30m2 vừa đẹp trang nhã. Đây là combo cả bộ của nó, cả bộ luôn, 5 triệu 9. Em chào các bác.